chương trình này được bảo trợ bởi Chin và kim thư cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số 9 có hình bản đồ việt nam bảy và bảy ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ 7148976100 và bảy 714 Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985 hương vị vượt thời gian 714 839 4591 Để không còn bị đau lưng hoặc nhức vai khi thức dậy vào mỗi buổi sáng Xin mời đến ngay với Magic Mattress 714 777 5777. Japan chuyên cung cấp dịch thảo sản xuất 100% tại Nhật 714 787 9362. Hai bánh xóa sụp mặt muffin with eggs chỉ có 5 đồng 50 sen tại McDonald's. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau, giá bình thường nếu mua một cái. Good morning, chào buổi sáng đến với tất cả quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã chọn Lương Son TV theo dõi cà phê sáng thời sự thế giới ngày hôm nay cùng với Ngọc Lan Hoàng Trầm Thủy. Chào Ngọc Lan ngày hôm nay. Xin chào Thủy, xin chào quý khán giả. Một buổi sáng thứ năm, thưa quý vị cũng đầy biến động lắm bởi vì sáng sớm ngày hôm nay chúng tôi nhìn thấy con số từ thị trường chứng khoán và họ nói rằng số phân lời mua nhà hiện nay 8% trong mấy tháng trước mình đã lên 7%, 7 phần mấy phần trăm rồi nhưng mà hôm nay là 8% đối với những người có cái tín dụng tốt còn những người mà tín dụng xấu có thể lên tới 9, 10% làm sao mua nhà nổi. Và bên cạnh đó, Breaking News cũng cho thấy thưa quý vị là số nhà bán ra vào tháng 9 vừa qua đã giảm ở mức thấp nhất tính từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng địa ốc thời ông Obama 2007-2008 đến nay. Và cũng vào thời điểm đó đến giờ phút này chưa bao giờ mà phân lời nhà, mua nhà mà tăng cao đến như thế. Lúc trước vào khoảng thời gian 2007-2008 chúng ta chỉ thấy vào khoảng 7% hoặc là 7,25 thôi. Mà từ khoảng đó đến giờ phút này mà hôm nay là 8%. Và mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến quý vị các con số liên quan đến tiền lời của công trái phiếu 10 năm. Thì họ nói công trái phiếu 10 năm À, điểm đó để tính thành cái phân lời cho mua nhà thì à, họ cộng thêm ít nhất là 2,5% nữa. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì các kinh tế gia họ nói rằng nó dựa vào một cách lưu lên, chúng có nghĩa là nó, nó 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 biến động cao hơn nhiều so với phần lời 10 năm. Phần lời 10 năm hôm nay là 4,936 nhưng mà điều này cho thấy rằng phải cộng thêm 3% nữa thì mới ra cái phần lời 30 năm thưa quý vị phân lời 15 năm thì nó rẻ hơn Nhưng mà phần lớn người ta mượn với cái số tiền lớn như thế này à, Ngày hôm nay thì à, những cái bản tin nói rằng Những người đi mua nhà đó Họ đã cố gắng đau thật là nhiều Bởi vì họ nói phải đau thật là nhiều Thì may ra cái số tiền mượn còn lại đó Vài trăm ngàn, ít nhất là 4 tới 500 ngàn Căn nhà 1 triệu, căn nhà 900 Mình đang nói tới miền Nam California này à, 900 một triệu thì phải đào 4 500 ngàn Cái số tiền còn lại đó mượn 8% mỗi tháng Mấy ngàn đô la trả thêm nữa mà 30 năm nó ngọc lan Cho nên con số này đã khiến cho giới đầu tư cũng quan tâm Bởi vì tình hình địa ốc à, cho những người mới mua nhà Hoặc là những người chuyển đổi nhà cửa đó Họ phải có cái quyết định Có nên chờ đợi nữa hay không hay là Bằng mọi giá phải mua trong năm nay thì cái đó là cái quyết định nhưng mà với cái tình hình này họ nói rằng đa phần là đã chờ đợi vì thế cái số nhà bán ra trong tháng 9 đã thấp nhiều nhất tính từ 2007 tới giờ. Người Việt Nam mình thì có câu là an cư lạc nghiệp ừ. ai cũng cố gắng để dành dụng để mua được một cái căn nhà nhưng mà quả thật là cái chuyện mà mua nhà càng ngày nó càng khó. Nhưng mà bây giờ ở California sau khi mà nhiều năm người ta cho cái chuyện mà xây thêm ADU rồi một căn nhà có thể chia ra được nếu cái đất họ đủ có thể chia ra thành nhiều cái 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 phần ví dụ lấy những cái địa chỉ khác nhau và đã đến lúc là California đã cho bắt đầu giống như là flip ra để bán những cái cái kiểu mà nhà à, quý vị có một cái ADU có một cái địa chỉ khác họ đã được cái quyền tách riêng ra để bán cái cái phần đó rồi. À, thì đó cũng là một cái cách để cho thấy được là um, nhà cửa lên tiền lời lên nhưng mà người ta vẫn có thể đầu tư vào đất đai là như vậy nếu như có tiền nhưng mà cái bản tin ngày hôm nay tiếp cái phần mạnh thủy nói về cái tiền lời lên á thì người ta lại vừa mới có một cái đánh giá là cái chi phí sống ở Nam California nó trở nên là chi phí đắt đỏ nhất ở Hoa Kỳ và yeah, đặc biệt đó là San Diego à, đây là cái điều mà à, mặc dù trước đây người ta đã từng nghĩ rằng là san diego là cái nơi gọi là thành phố đẹp nhất nước mỹ ừ. rồi xếp về nhiều cái hạng nhưng mà bây giờ nó là nơi mà đắt đỏ nhất ở nước mỹ kế đến là los angeles chứ ừ. không phải là những cái phần khác nữa à, thì với những cái này á, người ta căn cứ vào nhiều cái ngoài cái chuyện là giá nhà trung bình ra cái giá nhà trung bình bây giờ ở san diego lần đầu tiên là họ đã tính là vượt lên một triệu đô la thay vì trước đó giá nhà trung bình chỉ khoảng là 600 mấy, 700 mấy vân vân nhưng bây giờ lên là trên 1 triệu Rồi xong rồi người ta tính những cái chi phí mà sinh hoạt uh, ừ. nó đã ra như thế nào Họ tính nhiều lắm, họ dựa vào cái chuyện mà uh, đi ăn uống ở ngoài nè Thì yeah. nó sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm nè Ví dụ như là họ tính những cái chi phí này nó tăng 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 lên nhiều so với những năm trước Ví dụ như là chi phí đi ăn ở ngoài là bây giờ là tăng lên là 5.8% chi phí xăng wow. à, cộ mm. là 5%, Rồi bảo hiểm à, sức khỏe cũng tăng lên 2.5%, rồi ngay cả cái chuyện những cái thức uống mà Bí có rượu. có bia rượu, rượu đó cũng là tăng hơn 2%. Yeah. Nó có nhiều cái nó cộng lại để thấy được rằng là lý do tại sao mà trong thời gian qua nhiều cái à, tin tức cho biết là người ta rời khỏi California bởi vì họ không có cái điều kiện để tiếp tục sống. với những cái mm. chi phí này nhưng mà ngược lại thì như Ngọc Lan vừa mới nói đó cái chuyện mà nhà cửa cao đắt đỏ nhưng mà nó cũng uh, nó có những cái cái chuyện mà những người ta đầu tư vô nhà đất thì bây giờ những nhà nào rộng rãi người ta có thể người ta cắt chia ra để thành bán thì nó lại trở thành chật chội hơn thực ra quý vị đi dọc theo các bờ biển từ Ventura County xa như thế đó nha. Yeah đi xuống tới San Diego thực sự thì những cái nhà hàng những cái sinh hoạt quý vị thấy chỗ nào cũng tôi thấy giá cả cũng thế tôi đúng đi khắp đó rồi, mình đi vào mình kiếm mua một chai bia mình ăn một cái món thì cái giá hầu như nó đắt hơn hai ba đồng nhưng mà cái giá so với ngày trước thì nó cao lắm rồi đúng nha đúng một vậy. cái hamburger hay cái điều gì cũng thế, quý vị ăn sáng ăn trưa thì thực sự đi dọc theo những cái khu vực đó thì chỗ nào cũng thế ngoại trừ mình đi vào cái khu um, trung tâm á đi xa hơn bờ biển thì cái giá nó nó rẻ hơn nhưng mà dọc dọc theo xuống quý vị xuống Long Beach cũng thế nữa vào trong đây những các nhà hàng thì quý vị thấy rất là đắt à, dọc theo uh, uh, con đường Pacific Coast Highway mà nói đến con đường này uh, viết tắt là PCH Pacific Coast Highway đẹp vô cùng quý vị có thể lái từ San Diego và lên tới uh, Malibu luôn nữa thì rất là tội nghiệp ngày hôm qua tối chiều tối hôm qua bốn cô gái sinh viên của trường Pepperdine ở Malibu nó um, có thể nói rằng cái khu vực rất đẹp lắm và các cô lãng mạn đi biển xong rồi có thể là à, gần cái à, cái cái nhà ở của mình cho nên à, từ biển đi bộ và người ta thường thường đi bộ băng qua Pacific Coast Highway nhưng mà vô cùng nguy hiểm bởi vì trên con đường này rất nhiều kẻ lái xe quá tốc độ. Hậu quả là một người tài xế ủi thẳng vào bốn cô gái, thưa quý vị, chiều tối ngày hôm qua, ừ. thì tối thứ ba, à, cướp đi um, tất cả mạng sống của bốn người này. À, ngày hôm nay thì họ nói rằng máy quay an ninh đã quay được cái cảnh mà cái người tài xế này lại là cư dân trên cái khu số khoảng 21.000 của ừ. Pacific Coast Highway sống ở đây và ừ. có một cái người nhân chứng sáng nay họ trả lời họ nói tôi biết anh anh tên là bom à, và anh họ nói là đây là một cái người rất nhiều người trong cái khu vực Malibu đó biết tiếng một người đàng hoàng cũng um, mới có 22 tuổi nha yeah, mà không Chỉ có không cái anh... lỗi làm hết không biết vì lý do nào thì cái vấn đề hiện nay là cảnh sát đang uh, tiếp tục điều tra xem có uống rượu lái xe hay không. Rồi uh, ủi xe. À, bản tin nói rằng chạy quá tốc độ xong lạc tay lái không Đúng. kiểm soát được và ủi vào những chiếc xe trên đường Pacific ừ. Coast Highway. Vào thời điểm bốn cô gái đi bộ dọc theo con đường này. À, sáng ngày hôm nay thì cảnh sát uh, Pacific Coast họ cho biết là họ muốn luật của california đặt cái hệ thống kiểm soát tốc độ đó là đặt luôn trên cái con đường này ở cái khu vực malibu bởi vì rất nhiều người họ cho biết đó, là trong thời gian qua những tài xế yên hùng xa lộ không biết vì lý do nào chạy bình thường ở phía dưới nhưng mà khi mà băng qua cái đoạn đường này đó lại tăng tốc và nếu quý vị đi chỉ dọc theo đường này thì có những cái khúc quanh mà nếu không lái xe giỏi thì mất uh, dễ mất kiểm soát lắm và đó là cái hậu quả tội nghiệp vô cùng bốn cô đang trong năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp chúng tôi tiếp tục với uh, cà phê sáng ngay sau phần quảng cáo Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 4085094480 Happy Chu Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu, lẩu băng truyền On You Can Eat, 714-591-5311, 591-5311. Học khu Huntington Beach Union High School District. Phở 86, truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian, 714-839-4591. Để không còn bị đau lưng hoặc nhức vai khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, xin mời đến ngay với Magic Mattress. 714 777, -5 -777. Eli Japan chuyên cung cấp dược thảo sản xuất 100% tại Nhật 714 787 9362. Hai bánh xóa sụp mặt muffin with eggs chỉ có 5 đồng 50 sen tại mặt McDonald's. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau, giá bình thường nếu mua một cái. Trở lại với cà phê sáng, người ta thường hay nói American Dream, giấc mơ của người Mỹ, giấc mơ nước Mỹ. Mà giấc mơ này phần lớn họ nói là cái làm chủ căn nhà. Thì thấy thấy ước mơ này nó vĩnh viễn, bởi vì chúng tôi sang đây rồi Ngọc Lan sang đây từ thập niên trước, từ 80 rồi thập niên 90, lúc nào cũng thế, sang đây là quý vị thấy. Bởi vì cái, cái American Dream nó bắt nguồn từ những người di dân ở châu Âu sau Thế chiến thứ hai. Trong đó rất là nhiều người Do Thái và khi họ tới đây đó và những người ở châu Âu nói đến đây để có được cái giấc mơ. Bởi vì sao? Ở quê nhà của họ chiến tranh, tàn phá, đời sống khó khăn. Và lúc đó họ thấy rằng nước Mỹ, vùng Bắc Mỹ này, Canada hoặc là Hoa Kỳ này lại là một cái nơi mà trù phú rồi yên bình, không chiến tranh và chẳng có ai đánh vào nước Mỹ cả. Thế thì đó là lý do họ đi tìm giấc mơ thì những người Việt Nam tị nạn rồi những người di dân từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đến giờ phút này nhìn thấy những cái thế hệ đi trước thì họ đi theo cái giấc mơ đó chưa kể là Ngọc Lan có nói mà chúng ta cũng thấy là an cư lạc nghiệp là trong đầu óc tâm tưởng nó thành cái DNA của người Việt Nam người Châu Á rồi cho nên nói tới giấc mơ của nước Mỹ giấc mơ người Mỹ là chúng ta lại nói đến làm chủ một căn nhà nếu không làm chủ được căn nhà ở quận Cam ở Los Angeles, mình vẫn làm chủ một căn nhà vừa túi tiền ở California và ở Ngọc Lan. Nha, yeah, cái uh, bản tin cho biết đó, rằng là hôm nay giá nhà ở uh, California nó lại tăng, nó tăng hơn tháng trước. Đó tính từng tháng nha quý vị tăng. Yeah. Nhưng mà như anh Thụy nói rằng là khi mà dò theo cái danh sách nhà ở đây ừ. cái giá cả người ta liệt kê ra từng vùng á thì mình thấy À, với khoảng cái giá tiền khoảng 300-400 bốn ngàn vẫn có thể mua nhà được ở California yes. chứ không phải là phải giá ngất ngưỡng là đến đến uh, phải 900 ngàn như ở vùng Los Angeles hay là ở khu vực mà Orange County cũng cái giá cũng là ở trên trời thì có những cái vùng mà có ở trong tay cái giá khoảng uh, 300 trăm ngàn đô la quý vị yeah. vẫn có thể vẫn có thể mua được nhà à, ví dụ như là ở vùng Land hay là ở Fresno thì khoảng 400 Fresno mới có tỷ phú mới đó rồi nhiều lắm quý vị vùng những cái vùng này nhưng mà ngọc lan nghĩ đây là những cái vùng mà mình nói là có thể là thưa thớt ít người nhưng mà nó thưa thớt ít người thì nó cũng sẽ giống như là khi mình sống ở những cái tiểu bang khác thì nó cũng vắng vẻ như vậy nhưng mà cái giá có thể chấp nhận được để cho người ta thực hiện được ước mơ tại yeah. sao chúng tôi nói đến california hôm qua tình cờ đi thì có người nói với tôi rằng Tại sao California tuyệt vời như thế, trong một ngày nó có đủ bốn mùa. Bọc Lan có để ý không? Này, trong vòng 24 giờ đồng hồ. Và vào cái thời điểm này là chúng ta thấy có bốn mùa, đặc biệt là ngày hôm qua trời thì nó nóng. Cho nên buổi trưa là mùa hè, nhưng mà buổi sáng đó là mùa xuân. Đến chiều là mùa thu. Tuy nhiên <laughs> <là mùa đông. cười> nó hết, nó nóng hết nóng một cách đột ngột rồi gió tự nhiên nó mát ở đâu nó thổi từ dưới biển nó thổi lên, đến chiều là thu, đến khuya sau 11, 12 giờ là trời mùa đông. chẳng hạn như sáng nay quý vị đi vào sáng sớm đó, sương mù dày đặc ở Westminster, Garden Grove đầy, đầy sương mù luôn. càng đi xuống biển, Huntington Beach sương mù đầy và giống như là mùa đông vậy đó. 24 tiếng mà có bốn mùa quá tuyệt vời. À, quý vị đi xa chút xíu thì uh, có người ở những cái tiểu bang khác bây giờ họ đang gặp khó khăn nhất là Florida. Giá bảo hiểm trung bình là 7.000 một năm, đó là giá trung bình, có người đã trả 12.000 một năm, 1.000 một tháng. Lý do căn nhà nằm trong vùng bão và lũ lụt. Nếu mà đặt trung tâm vào cái vùng bão thổi qua hàng năm rồi khi mà bão vào đây là lụt á thì bảo hiểm tính tối đa luôn 1.000 một tháng. Không những vậy 1.000 một tháng mà còn phải trả deductible lên tới 20.000 tới 40.000 đô la một. Tức là đã trả bảo hiểm như thế rồi mà khi mà lụt đến đầu tiên là bỏ tiền túi ra hai chục tới bốn chục ngàn cái đã rồi có số tiền sửa chữa còn lại là bao nhiêu tóc mái là nhà nó bị cuốn trôi đó thì bảo hiểm sẽ đền thì đó là lý do nhiều người họ nói rằng rất tiếc họ chọn sang Florida họ sống bây giờ họ lại tính dọn về Cali hoặc là à, nếu mà Cali đắt quá không mua nhà nổi thì chúng tôi khuyên là Đừng tuyệt vọng bởi vì vẫn có những căn nhà Cali mà 300, 400 ngàn chỉ có ở xa các trung tâm thôi. Nhưng mà nhiều người nói, chẳng hạn như vùng Bakersfield đó, năm 2019 chúng tôi lên đây căn nhà có 350 ngàn thôi, nhà mới tinh Ngọc Lan. Và nếu căn nhà đó xuống ở dưới này nó thành 1 triệu 400 ngàn. Yeah, nó yeah. nó nó vẫn là cái đã nói là ước mơ giấc mơ có một căn nhà mà nhưng mà cái thống kê cho thấy đó, giá nhà chung tên toàn tiểu bang California là ở năm nay nha quý vị, ở thời điểm này á tháng 9 của năm 2023 là 843.000, giá chung. Trong khi so với hồi năm ngoái tháng 9 năm ngoái là 817.000, có nghĩa là nó vẫn tăng, nó không hề giảm. Còn đối với lại condo hay là uh, Townhome home á thì là 650 cho thời điểm này và cách đây một năm trước thì đó là 620 ngàn, có nghĩa là nó vẫn vẫn lên như vậy. Ừ. Đó là người ta tính chung hết một loại nhà ở là riêng, còn uh, condo hay là townhome là riêng. Còn lại với những cái khu vực thì nó chia ra rất là nhiều, dĩ nhiên khu vực mà San Francisco, Bay Area thì bao giờ nó cũng là ngất ngưỡng rồi, 1 triệu ba là trung bình còn lại nhưng mà ở vùng nam cali của chúng ta ở đây á thì là 820 trăm ngàn nhưng mà nó sẽ chia theo nam cali yeah. nó nhiều lắm trong đó ừ. như nãy nói san diego là phải trên là cả cả triệu đồng nhưng uh, mà mình vẫn có thể nuôi ước mơ được ở california ở những nơi chỉ có khoảng 300 trăm ngàn bốn ngàn là quý vị mua được rồi cho nên đi, đi, vẫn mình, ở cali được đi về phía bắc thực sự thì trên này uh, khí uh, khí hậu rất là tốt chỉ có điều khó là nhiều người Việt Nam không muốn đi là tại vì không có chợ thực sự ở Bakerfield có chợ nhưng mà không có phải như ở đây cho nên nhiều người họ sống ở Riverside San Bernardino đó một tuần hai tuần thì họ xuống quận Cam để đi chợ một lần yeah. thì có những người mà họ ở trên Bakersfield chúng tôi tùy về bạn bè trên đó biết cho nên thỉnh thoảng khi mà anh về đây đó thường cũng hai một tháng một tháng lái về à, khoảng hai ba tiếng đồng hồ để lái về đó giống như tiểu bang khác đi chợ okay. đi băng, à. băng qua băng qua tiểu bang để đi chợ yeah. à, thưa quý vị trong số những cái dự luật mà thống đốc governor Sam ký thành luật á hôm bữa giờ chúng tôi đã đưa rất là nhiều thông tin ừ. thì hôm nay có thêm một cái tin nữa đó là thống đốc governor Sam đã chấp thuận cho một số những thành phố được quyền các cơ quan công lực đã được quyền cấm cái chuyện mà trồng cỏ giả ở trên sân. À mặc dù là trước đây nhiều năm khi mà tình trạng hạn hán ở ừ, California họ khích diễn ra ha. và uh, nhiều năm cho nên nhiều nơi, nhiều thành phố nhà chứ không phải tất cả, họ đồng ý hay là khuyến khích cho cái việc là lấy cái cỏ thật lên rồi trồng những cái loại cây mà ít nước ví dụ như là xương rồng hay là trồng cỏ giả và họ có cho thêm tiền để là thay cái cái này ừ. nữa nhưng mà bây giờ đó Tiếc thì nhiều nữa. nhiều nơi người ta phản đối bởi vì sao họ vậy? nói là trong những cái cỏ giả này á nó có cái hóa chất nó có những oh. cái nó bằng nhựa mà ừ. cho nên họ nghĩ rằng á là những cái loại hóa chất này là nó phải nằm ở trong những cái danh mục mà cấm vĩnh viễn cho nên đó là lý do vì sao mà thống đốc Gavin Newsom đã ký thành luật là một, cho phép các thành phố được quyền cấm trồng cỏ giả dĩ nhiên như ngọc lan nói là có thành phố cho phép có thành phố không cho phép chứ không phải là bắt buộc hết tất cả hủy hết thì đó là tùy cho nên là quý vị nếu như mà ai đang có ý định ừ. là thay cái cỏ thật bằng cỏ giả để mà mình tiết kiệm nước hay là mình thấy là không phải chăm sóc vân vân thì quý vị phải hỏi xin ý kiến của thành phố à, cũng giống như cái chuyện là À, dỡ bỏ cỏ để mà tráng xi măng hết cũng vậy là phải có ý kiến của thành phố nếu không á, thì mình sẽ vi phạm người ta bắt mình làm lại lột nó lên vân vân nhà ông anh tôi là mới làm cái thảm cỏ giả tôi tôi không ngờ nó đẹp như vậy đó. đúng rồi cỏ yeah. giả bây giờ nó đẹp lắm tôi tôi đi lên mà tôi tưởng wow mình nghi nghi ngờ ngờ tôi thấy nhiều cái nơi khác nữa ừ. mình tôi dẫm lên mà tôi hơi ngờ ngờ không biết đây là thật hay là giả ừ đến khi lấy tay khều khều mới thấy Ồ mới đấy làm bằng bằng ni lông cứng, yeah. cái màu rất đẹp và nó đều lắm. Anh <laughs> cũng sung sướng lắm từ ngày lắp cỏ giả là không phải lo cách gì trên, chỉ có thỉnh thoảng là đi thổi thôi. Tại vì thổi nó cũng cho dơ. Yeah, tại yeah. vì nó nó bám, nó thì, bám, bám thì nó dơ. Nó thổi Nhưng mà quý vị nhìn thấy trong hình nó rất là đẹp. Đẹp. Nhưng mà yeah. lý do đó là vì những cái loại hóa chất mà người ta dùng để làm cỏ giả nó không tốt. Một căn cứ quân sự ừ. ở North Carolina lại xảy ra một án mạng nữa thường là những cái vụ căng thẳng trong đầu óc của các binh sĩ Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán toàn 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Blazing Shabu Shabu Lẩu Băng Truyền On You Can Eat, 714 591 Học khu Huntington Beach Union High School District. Phở 86, truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian, 714-839-4591. Để không còn bị đau lưng hoặc nhức vai khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, xin mời đến ngay với Magic Mattress. 714 777, -5 -777. Eli Japan chuyên cung cấp dịch thảo sản xuất 100% tại Nhật 714 787 9362. Hai bánh xóa sụp mặt muffin with eggs chỉ có 5 đồng 50 sen tại McDonald's. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau, giá bình thường nếu mua một cái. Lát Hoàng Trung Thủy trở lại với tất cả quý khán giả. Nhìn sơ qua cái tình hình của xe điện thì chúng tôi lại thấy giá cổ phiếu của các xe điện trong thời gian qua bị tụt giảm. À, người Mỹ thực sự bây giờ đặt ngoài California, chúng tôi thấy đó ở những nơi khác đó họ cũng không có mặn mòi gì lắm với xe điện. Một lý do duy nhất đó là không có ổ trạc điện, xe xăng, xe hybrid tha hồ nhất là những người trẻ mà sống trong căn chung cư đó, chung cư apartment họ đâu có cho cắm ổ như thế. À, apartment mới về sau này đó hoặc là văn mình cũ nếu mà thực sự người chủ đó họ nghĩ tới đó bởi vì thiết lập nó cũng tốn tiền. tốn kém lắm đâu có ai muốn tốn tiền cho nên họ không nghĩ tới cái chuyện đó làm sao mà làm chủ chiếc xe điện ở trong apartment được. Trạc ở đâu chẳng dễ là cứ um, một vài ngày lại ra ngoài Walmart mà bây giờ trạc thì có khi mấy tiếng chặt nhanh thì cũng đỡ nhưng mà thì đó là cái chuyện mà rất là khó khăn cho nên nhiều người chưa kể đó là ngoài California là nơi có xăng đắt nhất đó. thì ở những cái tiểu bang khác từ Arizona mà quý vị thấy chỉ mới băng qua đường biên giới đây xăng xuống có khi 2 đô la tức là giá xăng sang bên Arizona 3 đồng mấy bên này 5 đồng mấy thì bên đó có 3 đồng mấy thôi sang Texas chưa tới 3 đồng và đó là lý do họ nói Ôi, Bây giờ tự nhiên tôi bỏ cả mấy chục ngàn ra mua một chiếc xe điện mà tiết kiệm tiền xăng thì không bao nhiêu cả Mà chưa kể đó là giá xe nó xuống nhiều Rồi uh, nếu mà rủi ro có chuyện gì tai nạn xảy ra nó hư bình điện quá tốn kém Đó là những cái vấn nạn của xe điện cho đến khi nào được thuyết phục đối với người dân thôi à, Nhìn qua thì uh, xe uh, cổ phiếu của VinFast hôm nay còn 5 đồng xong hai yeah. Tiếp tục rớt có lúc lên tới 93 đồng rớt xuống kiểu này xuống thì mệt lắm. Mà không chỉ riêng Vinfast thôi, quý vị, chắc tất cả những cái hãng xe điện, uh, Rivian vân vân những xe đều đều tụt giảm trong ngày hôm nay. À, nãy chúng tôi đề cập đến uh, một vụ đụng độ ở Camp Lejeune, North Carolina à, tối ngày hôm qua. Uh, bên phía quân đội đến, đến sáng hôm nay họ chỉ cho biết sơ khởi là có một uh, thủy quân lục chiến cãi nhau với một người lính khác cũng là thủy quân lục chiến bởi vì đây là căn cứ quân sự của lực lượng thủy quân lục chiến số 2 ở tại đây chuyên môn về tác chiến thì à, trước đó thì có người báo là hai người hai người cãi nhau cãi nhau một lát xong đánh nhau và có thể đó là giết nhau luôn à, bởi vì cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành quân đội vẫn còn tiến tiến cho nên khi nào họ có những cái chi tiết rõ ràng hơn nữa à, thì sẽ tiết lộ thêm họ không cho biết cái người lính chết tên tuổi sao? Bởi vì còn phải thông báo với gia đình cũng không cho biết cái người mà tấn công cái người đó họ đã bắt cái người đó giữ rồi và cũng không tiết lộ nguyên nhân như thế nào. Họ chỉ nói về vấn đề cãi nhau thôi. Mà khi nói vấn đề cãi nhau thì à, một lần nữa những cái chuyện mà căng thẳng đầu óc trong lúc um, phục vụ quân ngũ nó trở thành một cái vấn nạn trong số những cái binh sĩ uh, Hoa Kỳ. À, Tại các căn cứ trước đây cũng đã từng xảy ra những vụ tấn công hãm hiếp Nghĩa là xâm phạm tình dục thường xuyên Có người thì che giấu, có người không che giấu Có người muốn tố cáo thì bị giết Rồi đã xảy ra những cái chuyện đó Lần này à, ở tại Cam Lời Trơn Thêm một vụ, một lính thủy quân lục chiến tử vong Ghê quá à, Thưa quý vị Ờ um... Một cái bản tin này á nó liên quan đến một cái người, đây là một người thanh niên, chỉ mới có 20 tuổi thôi, đang ở trong tù. Nhưng mà người thanh niên này á ờ uh, Iker Zuzer 20 tuổi, năm 13 tuổi đã giết chết mẹ của mình ở Gandro. Okay, wow. Ở Ngay Gandro là lúc đó đó, vào cái thời điểm đó thì nó là người hàng xóm đã phát giác ra nhìn thấy mẹ của cái uh, cái người đàn ông này là bò ra khỏi nhà và trên người là đầy máu hết. Nhưng mà vì lúc đó 13 tuổi chỉ là tuổi vị thành niên cho nên á à, ông này được đưa vào ở trong tù xong rồi trong cái lúc mà được giữ lại ở nơi tạm giam đó chờ xét xử đó thì ông ta trốn thoát, trốn thoát xong sau đó bị bắt lại. Nhưng mà cái bản án dành cho cái người đàn ông này rất là nhẹ là bởi vì chỉ 13 tuổi và luật sư lúc đó chứng minh rằng cái chuyện mà ông ta đâm chết mẹ của mình là nó là một cái sự phản kháng Do những cái năm dài mà bị người mẹ bạo hành. Đó là lấy lý do đó. Cho nên là cái mức án dành cho cái người đàn ông này rất là thấp. Mới ba tuổi mà. Mới 13 tuổi. Nhưng mà đến năm 18 tuổi đó là ông ta lại trốn thoát khỏi những cái nơi giam giữ mình. Ừ. Khi mà trốn thoát khỏi như vậy lại tiếp tục gây ra những cái hành vi tội phạm khác nữa. Xong rồi lại bị bắt lại. Bị bắt lại rồi xong là đến... Uh, mới đây nhất thì người ta lại phát hiện ra trong lúc mà bị tạm giam rồi uh, được uh, giống như là ở ngoài mà theo tại như và uh, tài ngoại ừ. hậu tra rồi xong rồi phạm uh, tội bị bắt vào thì anh ta chế tạo những cái mà vũ khí wow. giống như để có thể giết người được ở ngay trong ở tù. trong tù luôn thì Hổ bây khí giờ khí. mới có 20 tuổi đối với những cái tội mà anh ta đã phạm nó liên tục như vậy từ năm 13 ba tuổi đến bây giờ đã có vấn đề. Rồi. Dà, thì người ta đề nghị rằng là đã yeah. đến lúc uh, mặc dù cái bản án mới nhất đây sẽ ra, ra tòa vào ngày 24 tháng 10 về cái tội mà chế tạo vũ khí ở trong nhà tù đó thì mức tối đa chỉ có 4 năm thôi nhưng mà bây giờ nhiều người người mm. ta đang đề nghị là nên giữ anh này luôn ở trong tù yeah. bởi vì những cái quá. điều mà anh ta đã gây ra nó khủng khiếp quá cái tội mà anh ta gây quá trẻ nhưng mà lại cái hành động nó không có một cái gì là nó thay đổi cho tốt hơn hết á mà cái càng lúc càng lúc càng lúc mà nó hết chuyện này đến chuyện khác hình như là không bao giờ ngưng vấn đề tâm thần nha yeah. tại vì uh, vấn đề tâm thần ở đây không biết điều sai lẽ phải và vì thế cứ nghĩ rằng những người khác tấn công mình mình phải tự bảo vệ lấy mình đó là lý do mà cái hành động nó phản phản kháng đó tức là cũng nghĩ lúc nào cũng có cái sự tấn công nhắm vào mình cả um, ở tại uh, New Orleans tối à, sáng sớm ngày hôm qua, bởi vì nó xảy ra giữa cái thời điểm giao mùa sau 12 giờ tối thứ ba dạng sáng bước sang ngày thứ tư đó, thì à, có một căn nhà ở New Orleans một căn nhà mà quý vị biết New Orleans cái khu vực nghèo lắm, đây là một cái, những cái căn nhà đó, à, nó như cái tròi đó bởi vì à, lũ lụt mà à, New Orleans người đa phần người ta ở đây người ta không có mua bảo hiểm nữa, bởi vì tiền bảo hiểm quá đắt luôn mà giá nhà thì có đâu có mấy chục ngàn gì đó cái nhà thôi kinh, kinh hoàng đến như thế thưa quý vị New Orleans mà vùng đất thấp mà thì ở tại đây người nghèo nhiều lắm trong số này có một gia đình người mẹ đang nuôi ba đứa nhỏ nhưng mà có cái ông bố đó bố ruột của ba đứa nhỏ này quậy khủng khiếp luôn mới có 27 tuổi Ngọc Lan ông bố 27 tuổi mà con á, đứa lớn nhất là 8 tuổi. Bản tin thì không cho biết là ông có phải là bố của cả ba đứa nhỏ hay không. Nhưng mà 27, 28 tuổi như vậy là lấy cô, cái bà này đó lúc 18, 19 tuổi và đã sinh con rồi. Và cái qua bản tin này cũng cho thấy người mẹ phải tần tạo đi làm và bà làm ca ba. Tức là khoảng từ 10 giờ cho tới 7 giờ sáng. Cho nên trong thời gian qua đó, bà để ba đứa nhỏ này trong nhà đứa 8 tuổi chăm sóc đứa 5 tuổi, 3 tuổi. Cho nên bà nghĩ rằng 8 tuổi ok rồi với lại buổi tối mà bà đi ra khỏi nhà làm ca ba thì ba đứa nhỏ nó ngủ nó không có còn thời giờ đó để chạy ra ngoài đường chơi nữa. Thì cái chuyện đó rất là bình thường trong thời gian qua. Thì đến chiều tối thứ ba đó, thì bà gọi cảnh sát, bà nói rằng bà vừa nghe cái lời đe dọa của người chồng cũ hắn trong thời gian qua có thể đòi tiền, có thể đòi chăm sóc mấy đứa nhỏ này, những cái chuyện tranh chấp trong phạm vi nội bộ gia đình, bà mới báo cảnh sát là bà sợ là ông sẽ tấn công mấy đứa nhỏ này và kêu cái sự bảo vệ của cảnh sát. Thế nhưng chuyện gì xảy ra, mời quý vị theo dõi tiếp cái chuyện rất tội nghiệp này ở tại New Orleans ngay sau phần quảng cáo. chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim thư nơi duy nhất bán toàn 4 số 9 của hình bản đồ việt nam 7149859999 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không tám năm chuyên bán đẹp cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985 Hương vị vượt thời gian 714 839 4591 Để không còn bị đau lưng hoặc nhức vai khi thức dậy vào mỗi buổi sáng Xin mời đến ngay với Magic Mattress 714-777-5777 e Japan chuyên cung cấp dịch thảo sản xuất 100% tại Nhật 714 9362 Hai bánh xóa sụp mặt Muffin Week X chỉ có 5 đồng 50 cent tại McDonald's Giá cả và địa điểm có thể khác nhau giá bình thường nếu mua một cái Trước khi gửi đến quý vị tiếp tục các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay trong cà phê sáng Không quên để nhắc quý vị rằng thứ bảy này 2 giờ chiều tới sớm đi Quý vị tới sớm có chỗ ngồi rất là tuyệt vời VIP luôn Bởi vì thực sự cái khoảng mà ngay phía trước cái sân khấu bên trong Phước Lộc Thọ Là ghế nào cũng tuyệt vời hết cho nên quý vị đến sớm mới có chỗ ngồi Còn không quý vị chịu khó đứng ở trên lan can hoặc là chung quanh Vào trong Phước Lộc Thọ vui chơi đi mua vàng tha hồ quý vị ạ giá vàng nó hơi đắt lên giá <laughs> nhưng mà đây là chương trình dứt hận thù gieo yêu thương à, cải lương và trong số này đó có hai tuần tuần đầu đó là dứt hận thù gieo yêu thương à, nói về cái tình trạng mà người châu á bị tấn công kể từ khi đại dịch mà những cái kẻ tấn công này thường tâm thần nhưng mà khổ tấn công từ ông già tới người phụ nữ ở New York San Francisco Oakland vân vân À, và vì thế đó California đã phải chi ra một cái ngân khoản cả bao nhiêu triệu Mỹ kim để thực hiện một cái chiến dịch vận động dân chúng để mà để ý đến cái vấn đề này và báo cáo với cảnh sát và à, cảnh giác trong cộng đồng và trong đó mặc dù ở cộng đồng người Việt Nam chúng ta xảy ra các vụ cướp nhưng mà cũng may mắn bởi vì chúng ta tập trung sống ở đây cho nên những cái kẻ khác ở ngoài nó không có vào đây để nó tấn công riêng từng cá nhân một nhưng mà điều đó đã xảy ra ở những cái thành phố khác. Cũng vì thế California, New York và những nơi mà đã từng xảy ra những cái vụ này đó, họ đã có những cái ngân sách và vì thế hỗ trợ cho cái chương trình cải lương và một loạt quý vị sẽ thấy thêm những cái chương trình khác trên Little Saigon TV để quảng bá cái chiến dịch Stop the Hate của California này, à, quý vị ra đây xem các à, mỹ nhân, bởi vì trong số này đó có tuần thứ gì là tuần tứ đại mỹ nhân, bốn cô gái đẹp nhất trong lịch sử, biết lịch sử tàu lịch sử Việt Nam ha, chắc là như việc, lịch sử Việt Nam. <laughs> và đây là các à, khuôn mặt cũng rất là mỹ nhân đó, thưa quý vị. À, đến đây và quý vị xem lâu lắm á lâu lắm rồi tôi không xem live nha phần lớn là mình xem trên đài Little Sài Gòn TV chiếu các chương trình cải lương cũ thôi nhưng mà quý vị đến tận mắt bởi vì đây là chương trình duy nhất trong ngày thứ bảy này mà thôi quý vị đừng có bỏ qua ổn lắm miễn phí miễn phí vào cửa miễn phí cho nên quý vị đi vào thương pháp Đồng thọ đi sớm đi chương trình 2 giờ đã bắt đầu nhưng mà quý vị đến sớm để có chỗ rồi trước khi đến ăn trưa trong này rồi mua sắm xong rồi xem cải lương quá tuyệt vời hả ngọc lan ha yeah. à, một lần nữa giới thiệu quý vị chương trình cải lương à, quý vị nhớ nha thứ bảy này à, và hồi nãy chúng tôi đề cập tới uh, new orleans và trong câu chuyện nói với ngọc lan ngọc lan đã sang đây rồi ngọc lan nói anh thủy ơi à, em đến em đến ngay cái trung tâm new orleans đó, đó là nhưng mà cái con đường nó dẫn vào trung tâm thành phố đẹp á, hoa lệ đó bởi vì đây cũng là một khu phố cổ nhưng mà chung quanh thì nó kinh hoàng lắm. Thì đây là cái căn nhà đã xảy ra cái vụ cháy vào sáng sớm thứ tư sau 12 giờ và cảnh sát báo cho biết khi họ vào trong nhà này họ tìm thấy thi thể của hai đứa nhỏ 8 và 5 tuổi. Sau đó tìm thấy một đứa bé xác định là 3 tuổi. À, cảnh sát cái khổ ở đây đó là cái chưa xảy ra thì họ không có thể phản ứng được họ không, không không có người để cử đến theo một cái lời báo cáo của một phụ nữ và họ cũng không biết chính xác là như thế nào cái người mẹ chỉ gọi cảnh sát báo rằng bà chồng của bà đe dọa là sẽ đến nhà này đốt căn nhà này và bà sợ cho tính mạng của ba đứa con của bà bà kêu cảnh sát can thiệp nhưng mà như chúng tôi đã thưa đó cảnh sát ở mỹ này nó lạ lắm chưa có xảy ra thì họ không có tới họ đâu có biết cái chuyện đó là như thế nào đâu mà cũng không có người đến đây để mà canh chừng đó. ai mà làm cái chuyện đó cho nên cho đến khi có người báo cáo là họ thấy khói bụi nó nổi lên khắp nơi trong cái căn nhà này đây đó lúc đó cảnh sát mới tới thì đã quá muộn rồi không khác gì những cái phim ở hollywood cả ba đứa nhỏ bị chết thì bởi vì cảnh sát đã có bằng chứng ngay từ đầu là người mẹ đã gọi. Cho nên cảnh sát biết cái người đó là ai. Và cảnh sát xác nhận ngày hôm nay. Cái tên này là Washington Junior. Như chúng tôi đã thưa 27, 28 tuổi thôi. Và cảnh sát đã bắt và hiện nay đang à, giam giữ cái tên này. Và chuẩn bị hôm nay sẽ đưa ra tòa truy tố về tội giết trẻ em. Ba đứa con này là của y. Nhưng mà vấn đề tranh chấp mâu thuẫn với người vợ và đã đòi tới nhà để đốt và tên này biết đó, vợ của mình, vợ cũ của mình là cứ sau 10 giờ khuya sẽ không có ở nhà cho nên y tới đây y đốt và chắc có lẽ là công tố viên sẽ gán vào luôn cái tội cố ý luôn, cố tình chứ không phải là ngộ sát bởi vì rõ ràng y vào đây cầm xăng, đổ xăng khắp nhà rồi nổi lửa đốt biết chắc là trong nhà này có ba đứa nhỏ, tức là y đã đe dọa nếu mà cái bà này vợ cũ của mình không làm theo ý của mình đó thì sẽ làm cho bà nghĩa là đau thương suốt cuộc đời khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ. Và quý vị để ý thấy cái tâm lý của những cái tên bệnh hoạn đó. đàn ông đó, thường là chúng tấn công đứa nhỏ xảy ra rất nhiều tấn công mấy đứa nhỏ để gây chấn động tinh thần cho cái người đó suốt cuộc đời của họ. Chứ họ không có tấn công thẳng cái người phụ nữ đó cái đó mới là cái khủng khiếp một lần tức là dùng mấy đứa nhỏ này mà là con của mình chứ con của ai dùng mấy đứa nhỏ này để đe dọa người vợ của mình có thể đòi tiền có thể đòi tranh chấp và những cái vụ tranh chấp trong quá khứ cũng thế nữa lái xe xuống vực thẳm hoặc là lái xe ủi chạy ngược đường để giết mấy đứa nhỏ hoặc là gây thương tích cho mấy đứa nhỏ để trả thù Người vợ hoặc là người vợ cũ của mình Người quá yeah. à, Thôi tin này nó nhẹ nhàng hơn một chút à, Trong thời gian qua Kể từ dịch Covid-19 Nếu như những ai Mà đã có order à, Ở tiệm ăn Chipotle, fil ừ. à, Quý vị Ở đây nó bán nhiều cái món ăn Cũng cái dạng là fast food gì đó Thì quý vị có thể à, Nộp một cái claim uh, Để mà nhận được 29 đồng 25 cent bởi vì người ta nộp đơn đơn người ta kiện cái chuỗi nhà hàng này kiện tập thể à, số tiền được bồi thường là 4.4 triệu đô la thì wow. sẽ chia ra họ nói chia ra những ai mà muốn ừ. à, à, nhận cái phần tiền này thì đương nhiên quý vị phải điền một cái 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 form một cái hồ sơ thì nhận 29 đồng 25 cent. Lý do người ta kiện á, là bởi vì trong cái mùa dịch vừa rồi thì tất cả các nhà hàng trong đó có nhà hàng này cái chuỗi nhà hàng này cam kết là không có tăng giá nhưng mà rồi cuối cùng họ tăng giá đã chính vì lý do đó cho nên họ đã bị một nhóm người đứng ra để mà kiện thì hôm nay uh, họ cái kiện này họ bị thua bị thua cho nên cái bồi thường là như vậy thì trong khi đó đó thì ở bên DoorDash cũng đang bị một cái kiện yeah. đó là với cái kiện của bên DoDas là gì nói rằng là họ tính phí của những người mà order ở trên cái hệ thống mà iPhone á yeah. mắc hơn là uh -huh. phí của những người mà sử dụng mà cái hệ thống Android ví dụ như là Samsung thì nhưng mà bên DoDas thì họ đang bác bỏ điều này họ chưa có công nhận rằng cái điều đó là đúng hay sai nhưng mà đó là một số những cái điều mà quý vị có thể uh, để ý nếu như trong thời gian qua nhiều cái vụ kiện tập thể lắm Ai muốn á, thì người ta có thể tham gia vào để nha, người ta nhận tiền Ở Mỹ này nó không có giỡn đùa giỡn với người tiêu thụ được luật lệ Và phải, phải công nhận rất là hay để mà trừng phạt những cái đại công ty này à, Vào mùa đại dịch thì đồng ý có những cái vấn đề khó khăn liên quan đến việc delivery Và chúng ta thấy đó là quý vị phải mua bất cứ ở nơi đâu xong rồi phần lớn là đi thực phẩm á. Bây giờ ừ, bây giờ thì có hết à. Là họ sẽ chuyển tới thí dụ thậm chí có những người nếu quý vị mua 99 đồng là miễn phí luôn. Riêng với chiếc lê trong quá khứ đó thì họ nói rằng là cái tiền mà họ à, tính phí đó, mới đầu thì họ nói rằng là tính phí thí dụ như là à 1 đồng 95. Nhưng mà sau đó không biết vì lý do nào cái người mà mua hàng đó được gửi cái chiếc lê burger chicken hamburger đó thì họ thấy bị tăng tới 30%. Tôi nói, ủa sao kỳ vậy? Hôm vừa rồi nói với tôi là đồng 95 bây giờ nhìn lại thì nói rất tiếc là vì vấn đề lạm phát hay cái gì đó tăng lên thì cái điều đó là vi phạm luật à, thương mãi của Hoa Kỳ. Ừ. Và kiện tập thể lên là khiến bộ đền tất cả những cái vụ mà tăng giá delivery phí đó à, 30% cái tội tính giá bậy bạc. <laughs> à chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị thêm các bản tin liên quan thời sự thế giới tình hình của do Thái, tình hình của nhức vô cùng nhức đầu bởi vì các uh, sinh viên Harvard không hề sợ hãi vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình không những ở trường Harvard mà ngay cả thủ đô Washington nữa. Gửi đi chào Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thủy vào tuần tới, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai và đặc biệt là mời quý vị sẽ xem cũng bản tin nổi bật nhưng mà không những cái vấn đề chính trị quan trọng như anh Thủy mà vấn đề là một người đẹp Ngọc Trinh đã bị bắt vì tội học lái xe mô tô như thế nào? What? Ngọc Trinh trở lại bắt. với luật pháp. <laughs> Chân trọng kính chào. chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chuyên và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Thời... Hoàng Trâm Thủy trở lại với tất cả quý khách thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới trong ngày hôm nay và tiếp tục với các bản tin À, vấn đề của vùng trung đông chắc có lẽ sẽ là đề tài được nói dài nói rằng trong thời gian tới thưa quý vị và thế nhưng trước hết vẫn là dự báo thời tiết sáng nay sương mù khá nhiều đó nhưng mà hôm nay có nóng không mà Thảo yên Vâng thưa quý vị và thưa anh sương mù dày đặc nhưng mà hôm nay đó bắt đầu trời nóng rồi Ở khu vực Los Angeles là họ đưa ra cái khuyến cáo nắng nóng hôm nay luôn Thì trung bình là hôm nay là chắc phải khoảng 83 độ thưa quý vị Rồi qua ngày mai lên khoảng đâu 85, 86 Hết ngày mai đó trời mới bắt đầu là nó dễ chịu trở lại Thì thứ sáu qua thứ bảy quý vị thấy là rớt cũng gần 10 độ đó Tại vì 70 mấy độ mới đúng là cái độ của cái thời tiết này Thì qua đến tuần sau đó, dự báo thời tiết họ nói là cái cơ hội mà mỗi một ngày mưa lâm râm nó cũng nhiều hơn nữa uhm, bắt đầu giảm vào thu có thể trở lại vào tuần tới chứ còn bây giờ vẫn là mùa hè trong khi đó tình hình tài chính giới đầu tư đang chờ đợi tuyên bố của ông Jerome Powell chủ tịch quỹ dự trữ liên bang tiếng nói quyền lực về tài chính một tuyên bố một quyết định của ông không thôi đó quý vị thấy khủng khiếp không Đã ảnh hưởng cả thế giới giá vàng lên giá dầu rồi mọi thứ lạm phát đặc biệt là phân lời và cũng như quỹ đầu tư quỹ hưu bổng của quý vị đều chịu ảnh hưởng từ quyết định của ông Jerome Powell đấy không có đơn giản đâu nhất là đi làm rồi để dành tiền à, Dow Jones xuống 109 họ lo sợ đó là ông Jerome Powell tuyên bố tình hình lạm phát vẫn còn khó khăn nhiều cái yếu tố khác nữa, đặc biệt là tình hình ở vùng Trung Đông khiến giá dầu sẽ còn lên và ảnh hưởng đến việc mà chuyển hàng bởi vì chiến tranh mà. Mà nếu mà xảy ra mà chiến tranh này lan rộng thì càng phiền nữa, chưa kể là thế giới bây giờ có hai cuộc chiến lớn nhất, Ukraine và Nga và ở vùng Trung Đông giữa do Thái và Hamas Palestine. Cho nên à, giới đầu tư có vẻ hơi thất vọng. Họ sợ thôi. Chưa có quyết định chính thức nhưng mà họ sợ. Phân lời vẫn tiếp tục sẽ giữ ở mức cao. Dow Jones xuống 107, Nasdaq xuống 15 và S&P 500 xuống 11 điểm. Sáng nay chúng tôi đã thừa đó là các cổ phiếu của xe điện tụt giá Tesla xuống 8,5%. Rồi à, các hãng xe điện khác cũng xuống và kể cả hàng phụ tùng xe hơi genuine parts, GPC cũng xuống 8,7%. Xe điện rồi VinFast thì xuống còn có năm đồng mấy thôi, đại loại là như thế. Nhưng mà ngược lại cái khu vực mà cung cấp uh, phim giải trí trên mạng Netflix lên tới 15%. Netflix đặc độc đáo lắm Họ nói rằng nếu mà chúng ta chỉ dựa vào những người mà subscribe Có nghĩa là như chúng tôi trả mỗi tháng 20 đồng để xem phim đó Thì nếu mà từ từ đó cũng sẽ không thể kiếm lời được Bây giờ họ sẽ chiếu phim Nhưng mà đặc biệt đó là tính tiền và quảng cáo à, Như là rất nhiều các stream khác Thí à, dụ như quý vị vào Vulu... Zulu... À, nhiều cái uh, hãng khác đều có tức là chịu khó xem phim nhưng mà có quảng cáo trên youtube cũng có phim phim cũ đó thì bây giờ netflix sẽ cho phép quý vị xem những cái cuốn phim chọn lọc nhưng mà xem quảng cáo và cái điều đó đã khuyến khích giới đầu tư nói oh như vậy là netflix sẽ kiếm thêm lợi nhuận trong một cái mảng khác về thị trường quảng cáo American Airlines cũng tăng trở lại, các hãng hàng không tăng trở lại ngày hôm nay. Las Vegas Sands tăng 3,3%, tăng trở lại. Điều này cũng thấy là rất ngạc nhiên quý vị ha. Bởi vì chiến tranh nhưng mà khu giải trí của nước Mỹ đó, điều này cho thấy người ta vẫn tiếp tục đổ xô tới Las Vegas. Công trái phiếu 10 năm hôm nay là 4,94, tiếp tục tăng. Dầu xuống 62, nhưng ở mức cao 87 .70 đồng 70 sen vàng xuống 6 .5 đồng 5 sau khi đã tăng tới 25 đồng mấy ngày hôm qua vẫn ở mức cao 1961 đồng 70 sen một troy ounce và thưa quý vị mới đây thì Bộ Nội An cho biết là họ đang tạm đình chỉ chức vụ của một người nữ nhân viên khi mà cô này đã bị phát hiện từng là thành viên của tổ chức Palestine Liberation Organization, thưa quý vị, là cái tổ chức mà giống như là họ chống lại cái việc uh, chính quyền Israel thành lập và suốt mấy chục năm qua đó họ uh, giống như là đẩy mạnh cái 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 phong trào là người Palestine phải uh, có cái 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 quyền là tự chủ đuổi hết người do thái ra khỏi vùng đất của uh, Palestine và đặc biệt cô này đó bây giờ đang làm việc cho bộ nội an nhưng mà cứ đi lên trên mạng xã hội đăng những cái hình ảnh của bọn khủng bố Hamas tuyên bố là uh, ủng hộ cho cái đám Hamas. Thì uh, đây là cô Najwa Ali. Cô làm việc cho uh, USCIS thưa quý vị, trực thuộc Bộ Nội an là cái cơ quan uh, cơ quan mà xét duyệt hồ sơ của người mà muốn xin nhập tịch vào Hoa Kỳ đó. Thì tại vì là cô uh, lớn lên ở khu vực Trung Đông cho nên cô được uh, Bộ Nội an thuê vào năm 2019 uh, cái công việc chính của cô đó là kiểm tra background của những người đến từ khu vực Palestine, à, xem xét xem là những người này cái lý do mà họ muốn vào Hoa Kỳ đó có hợp lệ hay không rồi giống như là những người này có liên hệ gì với khủng bố hay không vân vân và như vậy. À, tuy nhiên, cái vấn đề ở đây là cô được Bộ Nội an thuê vào năm 2019, nhưng mà khi đó đó à bây giờ báo chí họ đặt vấn đề với bộ nội an, họ nói rằng tại sao cô được thuê khi mà họ làm một cái kiểm tra rất là à, đơn giản thôi, họ phát hiện ra năm 2016 và năm 2017 cô này đó là À, giữ cái chức đại diện phát ngôn cho cái tổ chức PLO là cái tổ chức mà chúng tôi nói đó thưa quý vị à, tổ chức này thành lập năm 1964 à, tuyên bố là muốn à, giải phóng uh, Palestine và giống như là trợ giúp cho tất cả những người mà từng sống ở Palestine và con cháu của người Palestine uh, mà sống ở trước năm 1948 nghĩa là khi mà chính quyền Do Thái tuyên bố thành lập đó và cái tổ chức PLO này cũng nhiều trong suốt nhiều năm qua đó bị giống như chỉ trích là sử dụng những cái phương thức rất là cực đoan đối với người Do Thái có một vài hành động giống như là khủng bố nữa thì bây giờ khi mà cái 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 bát rau của cái cô nhân viên của bộ nội an này bị phát hiện đó thì lúc ban đầu à, đầu tuần này bộ nội an cũng như cô này đó cổ không có trả lời báo chí là vì sao với cái bát rau như vậy mà cổ lại được bộ nội an thuê à, tuy nhiên vào sáng ngày hôm nay thì phía bộ nội an cho biết là họ đã chính thức đình chỉ chức vụ của cô này nhưng mà à, những nhân viên mà họ từng làm việc cho Bộ Nội An cũng như là USCIS, đó, cơ quan di trú Thì họ nói là nếu mà với một cái background như vậy là sẽ khi mà bị kiểm tra một cái là sẽ không được thuê Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là cái việc xét duyệt background của Bộ Nội An có vấn đề Hay là cái người officer lúc mà duyệt cái hồ sơ của cô này đó à, cũng là người Palestine hay sao mà thông qua cho cô này như vậy Breaking news thưa quý vị một trong rất nhiều các bị can những đồng minh bây giờ là đồng phạm của ông trump bà Sydney Powell luật sư có bằng hành nghề đàng hoàng vào thời điểm khi bà đã cùng với luật sư Rudolph Giuliani rồi những luật sư khác nữa trong đó có một nữ luật sư trẻ có nụ cười lúc nào cũng tươi tắn đứng trong các cuộc họp báo bên cạnh ông Rudolf Giuliani cùng với bà Sydney Powell. Bà Sydney Powell ngày hôm nay tuyên bố bà nhận tội sen lấn vào nội bộ cuộc kiểm phiếu của tiểu bang Georgia và cái việc tuyên bố nhận tội này nó đi kèm với những điều kiện để bà thoát khỏi án tù, bà không muốn ở tù. Và đổi lại đó, bà sẽ làm nhân chứng trong phiên xử ở Georgia sắp tới. Nhân chứng tay bà nhúng tay như thế nào, can dự vào chuyện bầu cử như thế nào. Và khai luôn hành vi của những người khác trong đó Rudolf Giuliani vân vân 18 đồng phạm khác cùng phối hợp làm việc chung với nhau để tìm cách sửa đổi kết quả bầu cử hoặc là thuyết phục các nhân viên vấn đề kiểm phiếu và tìm cách gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử riêng ở tiểu bang Georgia như thế nào. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 Happy Too Easy chuyên bán nền con su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. thưa quý khán thính giả, trước khi gửi đến quý vị quảng cáo, chúng tôi đang gửi đến quý vị một bản tin breaking news vào sáng ngày hôm nay. Một trong những luật sư đứng ra để biện hộ cho việc mà có gian lận bầu cử. Trong số này là luật sư Sydney Powell. Bà bị truy tố tới 6 tội danh. Và nếu 6 tội này mà bị kết tội, chắc chắn là có tội đó. Chứ nếu không có tội thì bà đâu có thèm nhận tội đâu. Bà sẽ cãi tới cùng. 6 tội này mà nếu kết tội bà có thể ở tù tới 9 năm hoặc mười mấy năm luôn. Mỗi một tội đó. 3 năm tù quý vị tưởng tượng. 6 tội là 18 năm rồi. Nghĩa là, nghĩa là này nọ thì cuối cùng cũng còn 9 năm. Thì nhìn thấy bên phía công tố viên đưa ra những cái bằng chứng. Bởi vì trước khi mà ra tòa đó thì bên công tố họ đưa ra những cái bằng chứng để cho toàn thụ lý và họ bắt đầu nói chuyện thì thường á luật sư của bà mặc dù là luật sư nhưng mà vẫn phải mướn luật sư chuyên về vấn đề hiến pháp của tiểu bang georgia các luật gọi là rico chúng ta còn nhớ cái chữ rico đó luật băng đảng à, để mà nhằm chống lại những cái băng đảng ma túy hoặc là à, buôn thuốc lá lậu <laughs> rượu lậu hoặc là băng đảng có tổ chức organization organized crime. Thì bà Sydney Power thấy những cái bằng chứng như thế, với mình là luật sư thì bà thấy hết cãi. Thì một trong những phương cách mà một người có thể bớt hết tất cả tội luôn đó, thưa quý vị, là nhận tội cái <laughs> đó. Ha? Thì công tố đó bây giờ bà nhận tội đó, bà không ở tù một ngày nào hết. Có thể bà chỉ phục vụ công thôi, à, đi làm những công việc quét rác hay gì nữa. Nhưng mà trong trường hợp này nếu bà đứng ra làm nhân chứng để đối mặt với những bị cáo và kể cả ông Trump nữa và làm việc dưới quyền ông Trump mà báo cáo lên cho ông Trump và trong hình ảnh quý vị nhìn thấy đứng đằng sau bà là Rudolph Giuliani đây là tất cả các bằng chứng mà bên phía công tố Georgia họ có đầy đủ chúng ta còn nhớ cái ngày đó bà phối hợp cùng với các luật sư khác xuất hiện trong các cuộc họp báo và họ tố cáo những cái hành vi gian lận bầu cử ở georgia như thế nào từ cái máy à, kiểm phiếu sai trái và riêng cái bộ máy kiểm phiếu sai trái này kiếm cả bạc tỷ chống lại fox news họ còn tiếp tục kiện những người luật sư này nữa chứ không phải không thưa quý vị cho nên bây giờ trên đầu óc của những người này đó bây giờ nó đủ thứ phải đối phó, chưa kể là tiền bạc thuê mướn luật sư. Đến độ mà ông Rudolf Giuliani có thể là sẽ khai phá sản luôn nữa. Bây giờ bán các nhà bạc triệu đi để lấy cái tiền đó trả cho luật sư phí. Ông Rudolf Giuliani đến giờ phút này đó vẫn không nhận tội và tìm cách chối bỏ kéo dài cái vụ này. Ông cũng là một trong những bị can trong số 18 bị can ở vụ xử Georgia. Thì sau khi thỏa thuận với phe công tố, thì phe công tố nói đây là những điều kiện bà sẽ phải làm nếu như không muốn ở tù. Bà nói điều kiện gì? Thì họ nói rằng ok, bà phải là nhân chứng. Bà phải viết một lá thư xin lỗi chính thức dân Georgia. Bởi vì đây là cái vụ kiện của tiểu bang Georgia nhắm vào bà và nhắm vào các uh, bị can của ông Trump. Bà phải viết thư xin lỗi, bà viết thư xin lỗi thưa quý vị. Và trong những phiên xử sắp tới, à, với uh, 17 bị can còn lại và đặc biệt là với cựu Tổng thống Trump luôn, bà sẽ ra khai ông Trump nói gì với bà, bà nói gì với ông Trump. Bà khuyên ông Trump cái gì, ông Trump không nghe lời bà khuyên như thế nào Để làm nhân chứng chống lại ông Trump trong cái vụ phiên sự bước vào sang năm 2021 Bà cùng với ông Cheesebro Cheesebro cũng là một luật sư khác, cũng là một cố vấn trong ông Trump Đã đồng ý để đưa cái vụ sự này sớm nhất tức là tháng 10 này Bên phe tòa công tố À, họ cho phép bà kéo dài cái vụ xử này sang tới sang năm bà nói không Bà với ông Cheese Bro nói không. Tôi xử tháng 10 này. Thì đó là cái vấn đề bà đưa ra vụ xử nhưng mà trước khi ra bồi thẩm đoàn xử đó thì bà nói ồ oh, oh, bây giờ ra mà nếu mà để cho ra xử là coi như tiêu, bởi vì không có cách gì chối được đó mà bị xấu cái tội này đã là cả 9 năm. Ít nhất cũng 6 9 năm tù. Thì cuối cùng bà nói thôi, không thể nào hy sinh hơn nữa, tuổi mình cũng già rồi. Bây giờ nếu mà tiếp tục như thế ở trong tù là chó chết, ở trong tù rồi ra là chết. Cho nên cuối cùng bà đồng ý thì cái trong cái việc đồng ý này đó thì đổi lại đó bà không ở tù một ngày nào hết, bà chỉ có bị đó là không được phạm những cái tội khác nữa. Thì đó là những cái chuyện mà tương tự như là quản thúc tại gia hoặc là ở tại ngoại đó thưa quý vị mà nếu mà có hành vi nào phạm pháp nữa thì bà sẽ phải vô tù. Thì trong vòng à, có thể là 5 năm, 6 năm trời đó Bà bị cái vấn đề mà probation đó à, Vẫn có những cái án lệnh nhắm vào bà Nhưng mà đổi lại bà không có ở tù Và phải ra hầu tòa làm nhân chứng Thì riêng cái chuyện này không thôi Bắt đầu chúng ta thấy đó à, Một cái mảnh kiến bắt đầu nó nứt rồi Và khi cái mảnh kiến này nứt đó Có thêm một cái sự động nào nữa đó Bắt đầu nó vỡ ra và người ta xem đây là một cái vết nứt đầu tiên là từ bà Sydney Powell. Bởi vì khi bà làm nhân chứng, người ta tin rằng là các người khác, các bị can khác rồi sẽ đồng ý nhận tội hết. Đã có những người cũng đồng ý nhận tội. Và khi mà đồng ý nhận tội đối với cái vụ xử Rico mà đồng phạm như thế này đó, thì tất cả là bị hết. Một người bị là 18 người kia, 17 người kia sẽ bị và cá nhân ông Trump cũng bị luôn. Bởi vì một người đã làm nhân chứng rồi họ là người ở trong bên trong làm nhân chứng để chống lại cái người nhân chứng cái người ở bên trong này thì chỉ có chết thì đó là một điểm thất bại rất lớn hiện nay cho ông trump và như các đồng phạm khác và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì Bộ Tư pháp cho biết họ đã hoàn tất hồ sơ uh, truy tố và bây giờ đó họ muốn phạt công ty eBay một số tiền lên đến 2 tỷ vì uh, theo như Bộ Tư pháp đó eBay đã cho phép uh, những cái người bán những cái món hàng mà đã bị cấm vi phạm luật liên bang ở trên cái platform của eBay. Thì như quý vị cũng biết eBay họ không có bán họ không có hàng gì hết, họ giống như là một cái chợ online vậy đó. Dạ uh, đúng rồi thì nhưng mà bởi vì ebay là một corporate lớn cho nên là mặc dù là họ không có liên quan gì nhưng mà thí dụ chính phủ hoa kỳ có những cái đạo luật là cấm những cái hàng này hàng này này thì họ liên tục phải cập nhật thì và họ phải nhân viên của ebay phải đi rà soát từng cái listing một nếu những cái listing đó mà nó vi phạm với cái đạo luật của liên bang thì là phải cấm gỡ xuống không cho những cái người này bán nữa thế nhưng à, phía bộ tư pháp cho biết là từ năm 2015 cho đến đầu năm nay đó à, trước khi mà bị bộ tư pháp chính thức gửi văn bản thì ebay vẫn để cho những cái món hàng đó bán là coi như gần 10 năm trời thôi quý vị đó là những cái device họ gọi là roco thì như cái hình quý vị thấy đó là à, bởi vì theo cái bộ luật Clean Air Act của chính phủ Hoa Kỳ là tất cả những cái device nào mà gắn vào trong xe mà khiến cho tháng khí thải ra mạnh đó là sẽ bị cấm hoàn toàn. Thì chính phủ Hoa Kỳ đã cấm từ lâu nhưng mà ở trên mạng trôi nổi có thể đây là những cái device ở uh, trung quốc sản xuất nhưng mà có những người họ lái những cái chiếc xe như quý vị thấy pickup truck đó họ lại thích gắn những cái 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 cái, cái, cái thiết bị này vào và khi gắn đó thì lúc mà đề ra uh, nó nó phóng rất là mạnh nhưng mà như quý vị thấy cái tấm hình là nó uh, thải ra một cái đống khí thải đen thui lùi như vậy thì khiến cho khi mà những chiếc xe này chạy trên đường đó thay vì thải ra khí sạch chính phủ Hoa Kỳ đang nỗ lực là giống như là để giữ gìn môi trường thì những cái xe này ở những cái tiểu bang đó khiến cho không khí ô nhiễm à, vậy mà eBay để bán họ không hề à, lấy ra một cái listing nào hết kéo dài gần 10 năm trời như vậy. Thì phía Bộ Tư pháp cho biết là mỗi một cái thiết bị như vậy thì eBay bị tính cái số tiền phạt là trên 5.000 Mỹ kim rồi chưa kể là ngoài cái đó thì à, còn có những cái bộ luật liên quan đến những cái thuốc mà diệt cỏ trừ sâu rồi đó thưa quý vị. À, có chứa những cái thành phần hóa học mà gây yeah. hại cho người ta thì có thể à, chính phủ Hoa Kỳ đã cấm không cho bán nhưng mà có thể những cái chợ nhỏ hay gì đó hay những cái hàng tồn kho không biết bằng cách nào họ tồn ra những cái người này lấy đem về bán lên eBay và eBay vẫn để thì cộng với hai cái món ở hai cái categories như vậy cho nên là bây giờ cái số tiền phạt lên đến 2 tỷ thì eBay cho biết là họ sẽ kháng cáo họ không có chấp nhận cái mức phạt nặng như vậy chúng tôi tiếp tục với bản tin này ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo thì Thảo yên gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến công ty eBay bị phạt lên tới cả bạc tỷ và Thảo yên hai tỷ Mỹ kim cái tội mà cái này thật sự cũng khó lắm ở California mỗi năm họ có cái luật chẳng hạn mới đây đó thì bên phía California họ đưa ra một luật những cái cái chất hóa học cấm eBay phải ghi nhận cái tin đó mà chúng ta thấy có 50 tiểu bang mỗi một tiểu bang hàng năm họ có những cái luật ngăn cấm những cái đồ mà được mua bán thì làm sao họ phải theo sát cái chuyện đó rồi gạn lọc filter gạn lọc ở trên mạng eBay trước đây chúng tôi lên trên kiếm ở ngoài không có mà lên eBay lại có thưa quý vị nha yeah. <laughs> eBay kiếm cái đồ mà trừ sâu hoặc đồ giết cây đó mà ở California cho bán vậy mà mua trên eBay thì về sau này thì có những cái sản phẩm họ có cái khuyến cáo là đây là những chất cấm ở California, ở Oregon, ở Seattle đại loại đấy như thế, cho nên uh, cái chuyện mà cái người mua người bán là đối nghĩa là trao đổi với nhau chứ còn họ không dính líu. <laughs> thế nhưng bây giờ thì đó là cái mà bên phía California rồi chính quyền liên bang nhảy vào. Đó là cái chuyện của mỗi tiểu bang nhưng mà liên bang thì họ có cái luật riêng, đó là lý do họ đánh thẳng vào eBay bởi vì bất kể khi mà cái chất đã gọi là cấm liên bang rồi thì không thể được mua bán ở trên eBay được nữa. Còn cái chuyện mà người dân ở mỗi một cái khu vực họ tự động đi ra ngoài và thậm chí quý vị có thể ra ngoài trong những cái swap meet đó, để mua những cái chất cấm này luôn nữa đó yeah. vẫn vẫn được như thường nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện ở trong chợ nó khác. Còn eBay là phải chịu trách nhiệm, chẳng hạn như là không thể nào bắn uh, súng cho California được. À, rồi uh, mới đây thì tòa tối cao pháp viện đưa ra cái đồng ý với chính quyền của ông Biden là ngăn chặn súng ma đó. Ghost gun là súng in ra từng phần một không phải nguyên cây súng. Cái người mua họ sẽ mua từng bộ phận từng phụ tùng một về nhà gắn vào thành cây súng đi giết người thì bây giờ tòa tối cao pháp viện cũng đồng ý và ở bên phía chính quyền và tòa bạch ốc của Biden sẽ đưa ra các luật lệ và khi mà luật này có nghĩa là ảnh hưởng tới 50 tiểu bang liên quan đến Ghost Gun một điều rất cần thiết bởi vì lẽ đương nhiên là súng mà được sản xuất ở Mỹ có serial number đàng hoàng thì có thể kiểm soát được những cái kẻ giết người thì ít nhất cảnh sát điều tra cho nên có Ghost Gun là cảnh sát rất là mệt mỏi bởi vì sau khi bắn giết người rồi chúng có thể tháo bỏ từng phần một ném đi không có serial number gì hết. Một loại những cái bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay là ông Biden dự trù sẽ có prime time address bài diễn văn vào thời điểm tốt nhất trong ngày hôm nay để đề cập đến chuyến công du vùng Trung Đông của ông. Có người xem là thất bại bởi vì khi mà ông đến Do Thái đó là xảy ra cái vụ nổ hôm nay quý vị sẽ thấy cái từ ngữ sử dụng rất là tế nhị hôm đầu tiên thì họ nói là vụ tấn công pháo kích của do thái sau đó ông bộ trưởng quốc phòng của do thái xuất hiện trong cuộc họp báo và xác nhận đây không phải là do do thái và thậm chí họ đưa ra đầy các bằng chứng trong cuộc họp báo cả lẽ đương nhiên là ông biden đã nhận trước rồi nhưng mà họ chứng minh cho cả thế giới thấy đây là một cái vụ nổ do chính bọn chiến binh hồi giáo của palestine thực hiện ngay bên trong giải gaza không phải là do thái thì mặc dù vậy đó thế giới trung đông họ vẫn ngờ vực cái tin tức của do thái và hoa kỳ vì vậy chính quyền jordan đã không tiếp đón ông rồi thực sự ông đến vùng trung đông đó chỉ có gặp được mỗi thủ tướng Netanyahu và chúng ta mới thấy cái hành động gọi là phải ve vuốt Hoa Kỳ như thế nào của ông Netanyahu trước đó có vẻ như là ông không có ưa gì chính quyền của Biden cả nhưng mà bây giờ ông Biden đến đó là ông ra tận máy bay đón tiếp ông rồi trong cuộc họp báo Netanyahu tuyên bố ông là một cái người tổng thống Mỹ đầu tiên đến vùng Trung Đông gặp chính quyền Do Thái lần đầu tiên khi Do Thái xảy ra cái vụ tấn công như thế này chiến tranh khi do thái có chiến tranh có thật, có thể nói trong quá khứ từ năm 1948 đến giờ phút này đã xảy ra nhiều vụ tấn công chưa có một vị tổng thống nào đến do thái vào thời điểm mà chiến tranh đang diễn ra cả ngoại trưởng biden đó là cái hành động mà họ xem là đã nhận được cái sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri do thái và người do thái trên toàn thế giới đối với chính quyền Biden. À, tuy nhiên, cái mục tiêu của ông Biden trong bài diễn văn ngày hôm nay đó là ông đã đạt được một cái điểm vô cùng quan trọng, đó là đồng ý với chính quyền Ai cập để đưa viện trợ vào cho giải Gaza mà trước đó do thái không đồng ý. Ông Biden nói rõ trong cuộc họp báo với ông Netanyahu đó là trong đó có những cái lời cũng như là đe dọa đó. Anh không nên làm quá tay bởi vì bên phía Gaza còn có những thường dân Palestine nữa. Bên phía Hoa Kỳ không muốn thấy số thường dân Palestine này tiếp tục chết vì những vụ pháo kích của Do Thái. Và quay trở về phần tin Hoa Kỳ thì thưa quý vị vào ngày hôm qua một người đàn ông ở tại Oregon từng làm giữ cái chức là y tá trưởng ở trong một cái nhà tù nữ đã bị phán án tù 30 năm sau khi mà bị bộ tư pháp điều tra và phát hiện ông này ông lợi dụng cái chức vụ của mình đã tấn công tình dục các nữ tù nhân ở đây trong một cái khoảng thời gian dài từ năm 2010 cho đến 2017. Thì đây là Tony Klein, 39 tuổi thưa quý vị à, ông làm việc ở cái nhà tù gọi là Coffee Creek Correctional Facility ở tại Oregon và cả cái tiểu bang này thì chỉ có đúng một cái nhà tù này là nhà tù dành cho nữ phạm nhân mà thôi. Thì ông này đó, ổng được thuê vào làm bắt đầu từ năm 2009 thì đến bắt đầu năm 2010 là những cái vụ tấn công đầu tiên xảy ra thì bởi vì ổng là y tá trưởng ở đây cho nên là giống như nữ tù nhân mà bị những cái vấn đề về sức khỏe đó thì nếu như không có nặng phải vào bệnh viện thì sẽ vào cái phòng khám ở trong nhà tù này gặp ông này trước thì thường đó là ổng sẽ nhắm vào những nữ tù nhân trẻ và xinh xắn ổng viện kết bởi theo đúng luật đó là lúc mà khám bệnh là phải có một người nữ y tá kế bên nữa nhưng mà bởi vì ở trong này đó thì giống như là ổng nắm toàn quyền cho nên là ổng sẽ lừa ổng kiếm cớ ổng kêu cô y tá đó đi đâu làm cái gì đó và ổng đã tấn công tình dục những cái người nạn nhân thì đa số đó lúc đầu họ kháng cự nhưng mà bị tên này đe dọa à, thứ nhất y nói là Uh, y sẽ có thể là phạt những cái cô này bị giam riêng rồi nói chung là bởi vì họ thứ nhất là đây là nhà tù nữ thì đa số họ bị bắt uh, vì cái tội là làm gái mại dâm rồi giống như ăn cắp rồi này nọ thưa quý vị cho nên là khi mà bị đe dọa đó thì họ sợ và một số cô đó đã chịu đựng trong một cái thời gian rất là dài cho đến khi được thả ra ngoài uh, mà không có dám báo uh, cho nên là cái cái chuyện mà y tấn công tình dục nó kéo dài gần 7 năm trời chỉ khi mà bắt đầu năm 2019 đó, mới có hai người, hai cô này sau khi được thả ra đã đi đến đồn cảnh sát và giống như là báo án thì cái chuyện này mới bắt đầu được điều tra. Và khi mà điều tra như vậy đó thì phía công tố họ nói là họ cũng phải mất một thời gian rất là dài tại đa số nạn nhân đó như lúc nãy chúng tôi thưa là họ có tiền án và hành nghề mại dâm cho nên là họ không muốn gặp rắc rối với lại cảnh sát nữa cho nên họ không có muốn đứng ra chỉ chứng nhưng mà mất một thời gian lâu cuối cùng bộ tư pháp họ tìm được là 17 nạn nhân là đồng ý ra tòa, còn có một số người là họ không chịu ra tòa nữa cho nên cái con số nó nhiều hơn 17 người. Thì với những cái bằng chứng không thể chối cãi thì phía lúc đầu đó văn phòng công tố họ yêu cầu 41 năm. phía luật sư đại diện cho cái tên này đó thì xin tòa là 20 năm tại vì trước đó y chưa từng có tiền án nhưng mà cuối cùng phía bồi thẩm đoàn đã đưa ra cái bản án là 30 năm tù cho tên này chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý phần quảng cáo mời quý vị theo dõi chương trình tin hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp chin và kim thư chơi nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy một bốn và bảy một bốn Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. Quý vị ngày hôm qua quý vị đã nghe thảo yên từng trình về cái vụ án từ 2005 tới ở uh, liên quan tới uh, cô gái Natalie Holloway và cái kẻ giết người gốc Hà Lan á, là Van der Sloot á. Thế nhưng uh, một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy đó là có thể là công lý sẽ không bao giờ đi đến với gia đình của cô Holloway được. Bởi vì gia đình thì gần 20 năm đã trôi qua 18 năm chính xác luôn đó không biết thứ nhất không có xác của con gái mình thứ hai là không biết chuyện gì xảy đến với con gái mình họ biết là con gái phải bị giết đó nhưng mà họ muốn biết là giết như thế nào thì trong suốt thời gian 18 năm qua là họ đi tìm cái câu trả lời đó mà cái tên Van der Stoen này mặc dù bị bắt nhưng mà bởi vì không có bằng chứng giết người cho nên không thể nào truy tố hắn về cái tội giết người được mà đến năm 2010 đó chính quyền Liên bang Hoa Kỳ chỉ có thể truy tố về cái tội đó là tống tiền bằng cách là nói với gia đình rằng nếu muốn biết được con gái chết như thế nào hoặc là thậm chí xác của con gái đâu đó của các người ở đâu đó, họ dùng những cái chữ như vậy trả tiền cho tôi tức là trả cho tên van der stoot này thì gia đình đâu có trả tiền đâu nhưng mà cuối cùng khi bị bắt thì bây giờ tòa nói đó không thể truy tố về cái tội giết người được thì để mà tránh được những cái tội khác đó thì van der stoot đồng ý phải khai sự thật với gia đình của holloway và gia đình trong đó người mẹ của holloway là bà beth holloway đồng ý cho nên hắn không có bị cái tù chung thân tội giết người gì cả có thể án vài năm vân vân thế nhưng ít nhất đó là gia đình nói rằng là nhờ cái lời khai thì họ có thể đóng lại cái trang sử bi kịch của con gái họ tội nghiệp vô cùng thì thưa quý vị ngày hôm qua van der sloot đã ra tòa và đã có hồ sơ khai sự thật chuyện gì đã xảy ra vào cái buổi tối năm 2005 trên đảo Aruba. Theo lời kể của hắn, vào buổi tối đó, hắn xuất hiện ở một cái quán bar ở ngoài bãi biển, uống rượu xong hai người liếc mắt đưa tình thì Holloway có vẻ thích Van der Sloot lúc đó rất là đẹp trai. Thì đồng ý hai người nói chuyện với nhau và ve vãn thì đó là những cái chuyện mà thường thấy của những cặp trẻ họ thấy nhau thích thích là có thể đi vào khách sạn ngay thì hắn nghĩ rằng cô holloway này đồng ý với cái chuyện tình dục đó hắn mời cô ra nghĩa là bây giờ ra ngoài này nói chuyện thêm nữa thì hai người ra ngồi bãi biển rất là tình tứ nói chuyện với nhau trong lúc nói chuyện với nhau đây là lời khai chính thức van der slut đã gạ gẫm tình dục nghĩa là ôm đòi hôn hít holloway không cho nhưng mà nổi cái cơn dâm ô lên rồi van der slut tấn công cô và Holloway đã chống trả mãnh liệt. Hậu quả là Van der Sloot vóc dáng rất là cao lớn, đánh Holloway té ngã xuống. Theo lời kể của Van der Sloot, và thưa quý vị đây là cái chuyện rất là à, bi thương, mà quý vị tưởng tượng mẹ gia đình của Holloway phải ngồi nghe đó. Sau khi bị đánh té ngã xuống bởi vì cái 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 vị thế lực lượng mà đánh cô Holloway ngã xuống rồi nằm trên bãi biển rồi hắn dùng chân đá vào mặt cô một cái nữa theo lời kể của Van der Slut sợ rằng cô có thể tỉnh dậy và trong đầu hắn nghĩ rằng nếu mà không giết cái người này đó cô ấy có thể sẽ đi ra khai báo với cảnh sát rồi hắn sẽ bị vào tù với cái tội tấn công tình dục và tấn công cô gái này hắn trên bãi biển có một cái cục đá lớn hắn cầm nguyên một cái cục đá đó đập vào đầu của holloway để bảo đảm cho chết sau khi đập gần như theo lời hắn kể của hắn đập nát cái đầu của cô đập bảo đảm cô chết rồi hắn kéo lê cái xác của cô vào thời điểm đó không có ai ngoài bãi biển hết kéo xác của cô đẩy ra ngoài biển đẩy ra thật xa và từ đó sống kéo cái xác của cô biến mất luôn không ai tìm thấy gì hết cảnh sát trên đảo Aruba rồi phối hợp với bao nhiêu rồi kể cả cơ quan FBI sang Aruba trong nỗ lực tìm kiếm bao nhiêu năm trời. Mất luôn có thể là cá mập ăn hay như thế nào mất luôn đó, quý vị. Nhưng mà cuối cùng nhờ cái lời khai này 18 năm sau công chúng của thế giới, công chúng của Mỹ mới biết được thực sự chuyện gì xảy đến với Natalie Holloway vào cái đêm định mệnh đó và quay trở về bản những bản tin địa phương Hoa Kỳ thì thưa quý vị, cảnh sát ở tại khu vực Manhattan New York đang truy lùng một tên đàn ông sau khi mà y đã đẩy một phụ nữ khỏi đường ray khi mà tàu điện đang chạy đến vào trưa hôm qua khiến cho cô này đó bây giờ bị chấn thương ở đầu nghiêm trọng thì bây giờ theo uh, cái report của cảnh sát cho biết là lúc đó đó tàu chuẩn bị chạy đến rồi cho nên là rất nhiều người họ đang đứng họ chờ mà đứng sát ở cái đường ray thì uh, nạn nhân 30 tuổi cũng như vậy thì bất ngờ tự dưng cái cô này đó bây giờ có rất nhiều nhân chứng họ đứng ở đó họ thấy được là cổ bị cái tên này à, tên này tên là Spear Jones 45 tuổi thôi quý vị đẩy một cái thì cả cái người cô rớt xuống thì tàu lúc đó vừa chạy đến cho nên là cái đoàn tàu nó hất cái người của cô và cô gái này bị văng ngược lại đầu đập xuống ngay lập tức thì các nhân chứng họ nói là họ cố gắng kéo cô lên thì lúc đó là coi như là cô gái máu me đầm đìa bất tỉnh rồi được đưa vào trong bệnh viện thì bây giờ phía cảnh sát nói là cô này đã cần phải giải phẫu vì chấn thương đầu rất nghiêm trọng đang trong tình trạng nguy kịch thì ngay khi mà đẩy nạn nhân như vậy đó cái tên này y cũng vùng bỏ chạy à, nhưng mà đến khi mà cảnh sát đến họ mới mở camera lên họ tìm thì là không bắt được y nữa đến bây giờ vẫn chưa bắt được chỉ có hình ảnh của cái tên này thôi à, thế nhưng cảnh sát à, họ cập nhật thứ nhất là họ biết cái tên này rất là rõ tại vì y vốn là người vô gia cư à, những cái người mà à, nhân viên của chính phủ mà muốn trợ giúp người vô gia cư khu vực New York đó cho biết là họ thường xuyên muốn giúp đỡ cái ông này nhưng mà ông không chịu không chịu vào shelter rồi không chịu đi khám bác sĩ à, trong khi ông này đó với các nhân viên họ nói là ông bị bệnh tâm thần rất là nặng đã vậy lại còn thường xuyên sử dụng mà drug nữa À, và sống lẫn quẩn ở các khu vực tàu điện ngầm này thì ngay khi mà phía cảnh sát họ đưa hình ảnh uh, Sabir Jones lên đó, thì một người đàn ông, ông này ông đã gọi cảnh sát và ông nói là À, ngày hôm qua nghĩa là trước cái giờ cái cô gái bị đẩy đó vào khoảng giờ sáng ổng bị cái tên này đấm vào mặt khi mà đang đứng cũng ở cái tàu, cái 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 cái, cái tàu điện ngầm này luôn nữa thưa quý vị nhưng mà ổng nói là bị đấm nhưng mà cũng không có nặng rồi ổng cũng phải đi làm cho nên là ổng không có gọi báo cảnh sát nhưng mà bây giờ khi mà nghe tin về cái nạn nhân thứ hai và cũng ngay tại cái trạm tàu điện ngầm này thì ổng đã gọi ổng báo cho cảnh sát biết thì bây giờ cảnh sát ở tại khu vực Minh Hạnh khuyến cáo là những ai mà phải đi cái tàu điện ngầm này đó thì nếu như thấy cái tên này là phải giống như là tránh xa ra tại y thường xuyên giống như chắc lúc đó là lên cơn điên hay sao đó là cứ tấn công người ta và ngày hôm nay, con số thực sự người Palestine chết như thế nào? Đây là tin tức mới nhất được ghi nhận ở tại Do Thái có ít nhất 1.400 người chết sau bao gồm cái vụ tấn công của Hamas hôm thứ Bảy tuần trước nữa. Sau đó, 4.562 người bị thương trong cái vụ này. Ngược lại, khi mà bên phía quân đội Do Thái tấn công vào giải Gaza đến ngày hôm nay đó, 3785 người đã chết gấp gần 3 lần so với số người Do Thái. 12.493 người bị thương và con số này người ta tin chắc chắn sẽ còn tăng cao nữa nhưng mà về phía Palestine đó, số người chết sẽ nhiều hơn bởi vì Do Thái quân đội Do Thái đang tiếp tục pháo kích tiêu diệt Hamas và bằng mọi giá họ muốn chiến thắng tiêu diệt tất cả chiến binh Hamas trong số 3.785 người này đó là có gần tròm chèm trên 1.000 trẻ em đó là những cái vấn nạn liên quan đến tình hình ở vùng Trung Đông Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết trong phần tin tức nổi bật chiều ngày hôm nay trong phần tin tức buổi chiều lúc 5 giờ. Ngay bây giờ mời quý vị vào trong trang nhà lưu đồ sở tv.com và nếu vào youtube mong quý vị nhấn một nút like, nút subscribe quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.